cảnh sát giao thông được nổ súng chấn áp tài xế vi phạm trong trường hợp nào theo luật sư lực lượng công an nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng được quyền nổ súng chấn áp tội phạm trong trường hợp phát hiện thấy dấu hiệu phạm tội tuy nhiên trong đó cũng có các phương tiện ngoại lệ không được phép nổ súng liên quan đến vụ cảnh sát giao thông rút súng ngăn chặn tài xế xe tải Ngày 29 tháng 6, công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định sau khi clip cảnh sát giao thông rút súng chặn đầu tài xế xe tải được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người nêu thắc mắc lực lượng cảnh sát giao thông sẽ được sử dụng vũ khí trong các trường hợp nào. Trả lời câu hỏi này, cùng ngày trao đổi với phóng viên, luật sư Phạm Thu Hà, văn phòng luật sư Trung Hòa cho biết theo điều 8 luật quản lý Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 thì lực lượng công an nhân dân trong đó có cảnh sát giao thông được trang bị vũ khí quân dụng trong trường hợp này là súng đạn hơi để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của mình. Khi sử dụng vũ khí quân dụng thì phải tuân theo các nguyên tắc quy định tại điều 22 luật này. Cụ thể, khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, việc sử dụng vũ khí quân dụng phải tuân theo nguyên tắc sau đây phải căn cứ vào tình huống tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi mà đối tượng thực hiện để quyết định việc sử dụng vũ khí quân dụng chỉ sử dụng vũ khí quân dụng khi không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn hành vi của đối tượng và sau khi đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo nếu việc sử dụng vũ khí quân dụng không kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng sức khỏe của người thi hành công vụ người khác hoặc có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì được sử dụng ngay không sử dụng vũ khí quân dụng khi biết rõ đối tượng là phụ nữ người khuyết tật trẻ em người cao tuổi trừ trường hợp những người này sử dụng vũ khí vật liệu nổ tấn công hoặc chống trả đe dọa tính mạng sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác luật sư phạm thu hà văn phòng luật sư trung hòa cũng theo luật sư hà các trường hợp được nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cũng được quy định cụ thể như sau được phép nổ súng vào phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phương tiện giao thông đường thủy nội địa trừ phương tiện giao thông của cơ quan đại diện ngoại giao cơ quan lãnh sự nước ngoài cơ quan đại diện tổ chức quốc tế để dừng phương tiện đó trong trường hợp đối tượng điều khiển phương tiện đó tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác lực lượng công an cũng có thể nổ súng khi biết rõ phương tiện do đối tượng phạm tội điều khiển cố tình chạy trốn trừ trường hợp trên phương tiện có chở người hoặc có con tin như vậy cán bộ thuộc tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an thành phố lạng sơn là những cá nhân được phép mang sử dụng súng khi phát hiện xe tải vi phạm lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp cần thiết như dùng dùi cui ra hiệu lệnh dừng xe tấp vào lề nhưng tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh tăng ga chạy trốn việc bỏ trốn của lái xe thể hiện rõ thái độ cố tình chạy trốn chống đối và gây nguy hiểm cho các chiến sĩ cảnh sát giao thông người tham gia giao thông khác vì thế việc rút súng yêu cầu lái xe vi phạm dừng lại là đúng quy định của pháp luật luật sư hà nhận định Trước đó, khoảng 9 giờ 55 sáng 27 tháng 6, tổ công tác gồm 6 cán bộ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an thành phố. Lạng Sơn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn qua thành phố Lạng Sơn lúc này. Hai cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Lạng Sơn phát hiện tài xế đào Việt Thanh sinh năm 1989 Chú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29C887.39 đang sử dụng điện thoại di động. Không thắt dây an toàn nên đã phát hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên, tài xế Thanh đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã sử dụng xe mô tô đặc trùng đuổi theo và dùng súng để chặn chiếc xe tải bỏ chạy. Tránh gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng đang làm nhiệm vụ, vụ việc đã được lập biên bản vi phạm. Tài xế Đào Việt Thanh cũng bị lực lượng chức năng giữ giấy phép lái xe để xử lý vụ việc theo quy định. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin Nhanh 24h, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.